nó sẽ động những khí không tốt thì mình nên hở một chút thôi ấy, có cả cái gì đó nó chấn khoảng 5 con thỏ chấn sơn hầu, không gì không gì gì không gì không bị sát, không bị sát, không có không không bị tổn hại về nhân đinh nhá, nhưng mà nó những cái cục kiểu nhà như này nó rất là thường rất là khó khó chữa, mà chữa theo kiểu là chỉ cho sửa bếp thôi. Không nấu nữa, ba cũng không làm ở đây nữa, chứ không phải là mình không nấu nữa mà mình cứ làm đấy. Cái vị trí đấy cũng là địa nguyên long ấy, thì mình đặt sang đây địa nguyên long được này, chỗ đấy thì không được, chỗ kia là hỏng rồi, nhưng chỗ này thì được, cái kia thì được, nhưng mà vẫn lộ thiên, lộ khẩu táo, chắn lại là ok, cái này nó vẫn được không sao cả, cũng lấy được, không được thì sẽ bảo không được ngay được, nhưng mà chắn lại đừng để lộ ra, Đúng lại thì trông lại bí. đúng không? Nhà thờ kia là có một phòng ngủ à chú? Đấy, còn mở cửa Rồi 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 rồi. thì mẹ em ngủ ở trên đấy. Ok. Đến Đánh nha. nhau sao vậy? Cái nhà thờ này chú này, thì cái cổng này nó sẽ có khí nuôi được cái nhà thờ này này. Nhưng mà nhà ở này thì lại không. Ở lại không. Ngày xưa chưa làm nhà thờ thì cổng chú chỗ nào? Cổng chú này xem bên kia à? Vẫn y chỗ đấy nữa. Vẫn y chỗ đấy luôn à? Trước cái nhà này thì nó ở sâu trong này, sâu trong cái chỗ cửa nhà các này kinh kìa. Vâng. Nhà thờ ngày xưa là cấp 4. Rồi, Ngày sang xưa lớn, xong mình xây tôn tạo lên. và sao nó rộng ra. Tăng nghiệp. Thêm cái nhà vệ sinh ở đấy thêm một gian nữa đấy, ý tưởng là như thế. Nghĩ thế thôi. Đúng rồi, đừng trong khi quá trình nhà thì mình nghĩ thôi, nhưng quan trọng là mày không nghiên cứu về phong thủy thôi, thì phong thủy nó nguy hiểm Ngày ở xưa chỗ cổng nhà mình nó khác chứ, cũng cổng như thế này thì lâu rồi. Vâng, đấy là thời xưa là cổng khác, thì khi nó còn cả đất đây thì còn cả đất bên này thì cổng khác. Cổng bên sai bên này đúng không? Không, ngày xưa dưới này. Mày dưới này à? Mày dưới này mà nhà vẫn thế này. Nhà vẫn Nhà vẫn như kiểu này đúng không? Thì ngày ngày đấy lại tốt. Đấy rất tốt luôn. Nếu cổng đúng dưới này mà nhà đúng như thế này thì rất tốt luôn. Cổng đất ở bên này. Đúng Cổng rồi. đất bên này. Cổng bên đấy là vẫn là vào cung đều vào đều cung đều được khí hết mà, được khí hết tận cổng tiết mùi dưới này cũng được, cái này đấy này, này đây này nhìn chưa? Đây là cổng tiết mùi dưới này được hết, tiết đây cũng được. Từ đây khoảng đây khoảng chéo đây nha, đây cho em xem nha, cổng đấy càng đỉnh cao luôn, tận đây từ tổ lại tận đây, từ đây đến tận đây đến tận đây đây như thế này, ngày xưa như thế này, cổng tận đây đến mái tận dưới này đây ở mái được đúng quá không? đỉnh cao luôn, thì nhà mình đây tọa nó đây này, tọa đây tọa một thì nó mới có đây chín hướng này, chín này này, một đấy. chín là 10 ấy, Vâng. thì lại rất là tốt, hướng đấy là tốt. mà ngày xưa rất là tốt luôn, nếu mà cổng này thì cực tốt luôn, tốt cái nhà này luôn đấy. Bây giờ thì cái nhà này nó thêm phần này thì cái điểm ấy nó dịch trên này này mất đi, nó đi thành thì nó không có cổng này, không có khí cho nhà này, nhưng mà cổng này thì được. Với cái nhà tọa nhà này thì cái ý gọi là cái khí tốt của căn nhà này hiện tại là thì nói không được, của cái cổng này nó nằm ở ngoài đất của mình, thì đúng rồi. đất là nhà dưới này ấy. Đúng rồi, ví dụ thế, chính vì vậy mà sau này mà có ý định làm nhà ấy là lại thì mình phải tách hẳn ra là ở phía này, chứ không thể là ở phía này được, phía này thì không thể lấy được đúng không, nhà ngang này, trên này lấy hết rồi, dưới này nó không thể lấy được. Còn mình nếu mà sau này mình nhà mình có ý định nhà sẽ là vuông vắn ở đây thẳng cổng này, sau này có ý định làm nhà ấy là thẳng vuông vắn đây. Vuông vắn ở đây thì cái tâm của mình ở đây đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ ăn ví dụ, theo ví dụ cổng này. là thế này chẳng hạn, đây Vâng. bếp ở đây chẳng hạn, được không sao đúng không, sau này là vuông vắn đây chẳng hạn, thế thì mình sẽ vẫn bếp vẫn giữ này ok đấy đúng rồi, phải làm thiết kế gì mà chưa thiết kế thì anh Liêm anh em tính nhờ được, tính nhờ phát là xong. Nếu sau này là xong
cái nhà ấy là quan trọng nhất là mấy điểm này. Một là cổng, hai là bếp. Bên ngoài quan trọng nhất cổng, bên trong nhà quan trọng nhất là bếp. Đấy. Sau đó đến bố cục của nhà. Bố cục của nhà thì làm sao mà làm để cho cái cổng nó xinh cho cái nhà mình. Đấy mới là quan trọng. Nhưng mà cái cổng nó không xinh cho nhà là hơi không tốt. Ví dụ như là nếu mà cụ Khôn nhá, nếu vậy như cụ Khôn thế này, bà ngủ trên này ấy thì đỡ, nhưng mà cái Huyền nó ngủ đây thì nó sẽ bị tổn thất về tinh thần khá lớn, ví dụ thế. Ừ, bà đỡ hơn đúng không? Bà đây đỡ hơn, sức khỏe đỡ hơn mà. Đúng rồi, bà ở nhà thờ mà. Đúng. Đấy thì đây thì là sao lớn. Ông thì không có đề gì lớn lắm bởi vì sức khỏe ông không có đề gì lắm, bởi vì sao? Bởi vì cung vị của ông nó không bị phạm. Bà ngủ phòng trên. Bà ngủ đây thì không có gì cả, cân đối. Không có gì. Nhưng mà riêng dưới này thì là bị khuyết hẳn, thì cái Huyền nó ở đây thì nó sẽ bị nặng. Cho ra ngoài ngủ nó khác hơn. Dạ. Nó có nghĩa là nó cứ ở trong cái nhà này là... trong nhà nó vẫn thế chú ạ. Trong cái khung nhà đấy nó... có lẽ chú đang ở hiện nay, chú đang ở cung Cấn này, phòng chú đang ở cung Cấn lẫn với lại cung Khảm này cũng được. Chú sang cung Càn ở thì cũng được, cái là chú ở đây là được hết mà, chẳng như nhau. Cung Càn này sẽ tốt hơn nhưng mà thực tế nó cũng phòng của người nó cũng ở khoảng này. Đây Khảm đây này. Vâng. Khảm Cấn trên phòng ông. Đào Huyền thì ở trên phòng ông này rồi, nó đã nhìn thấy rồi. Cấn Huyền thì có thể là vị trí đấy thì cũng còn ổn một chút vì Cấn là con gái. Tóm lại là giải pháp gồm những biện pháp này. Một là gì? Một là cái bếp này lưu ý nhất. Cái cổng không sửa được rồi. Cái bếp này lưu ý nhất đúng không? Đấy, đặt hết sang bên thế này này. Để hết cái là hết rồi, bếp nó nó. Hai cái bếp để giữ tiền đã, chắn lại. Hai là dùng ánh sáng. Dùng ánh sáng vàng ấy, ở cái góc này dùng bóng điện vàng ấy, sáng một tí rất là sáng. Thắp suốt ngày. Điện vàng rất là nhiều đúng không? Bóng vàng rất là nhiều. Thì thắp ra phía góc này. Đấy, phía khuyên này.